Lo sợ mắc COVID-19, nhiều người dân tại Hà Nội chưa nhiễm bệnh nhưng đã sẵn sốt sắng đi mua thuốc dự phòng cho bản thân và gia đình. Và đó cũng là nguyên nhân khiến thảo dược xuyên tâm liên cháy hàng, tăng giá tới 300.000 đồng một vỉ. Tại một nhà thuốc trên đường Trần Đăng Ninh, quận Cầu Giấy, nhiều người dân hỏi mua thuốc xuyên tâm liên phòng COVID-19. Nhân viên bán hàng thông tin một vỉ giá 22.500 đồng, một hộp 112.500 đồng. Khảo sát thêm các cửa hàng bán thuốc tại khu tập thể Thành Công, quận Ba Đình, xuyên tâm liên được bán mỗi nơi một giá. Nhân viên nhà thuốc GPP gần chợ Thành Công bán xuyên tâm liên 35.000 đồng một vỉ, hộp xịt là 38.000 đồng. Một cửa hàng khác có tên là LTD bán thuốc này 150.000 đồng một hộp 30 viên, hộp xịt thì cháy hàng. Bác sĩ Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết, đến nay không có thuốc dự phòng được COVID-19 trừ vaccine. Do vậy, những thông tin lan truyền trên mạng quảng cáo về thuốc phòng COVID-19 là không chính xác. Để phòng bệnh, người dân cần thực hiện tốt 5K, ăn uống đủ chất, tập thể thao. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, hiện các nghiên cứu về xuyên tâm liên còn hạn chế. Một số nghiên cứu của Trung Quốc cho thấy xuyên tâm liên có ít tác dụng đối với bệnh nhân COVID-19. Tuy nhiên, không thể khẳng định thảo dược này có tác dụng thật sự. Phí dịch vụ thông báo biến động số dư qua tin nhắn SMS của một số ngân hàng điều chỉnh tăng từ đầu năm 2022. Thực tế, một số ngân hàng đã phát đi thông báo điều chỉnh phí dịch vụ tin nhắn biến động qua số dư SMS từ cuối năm 2021. Ngoài việc giảm bù lỗ, việc tăng phí dịch vụ SMS nhưng miễn phí dịch vụ tương tự trên app banking là để khuyến khích khách hàng giao dịch trên kênh điện tử. Lãnh đạo một ngân hàng thương mại cho biết có hai lý do khiến ngân hàng thay đổi cách tính phí dịch vụ thông báo biến động số dư qua SMS. Thứ nhất, việc tăng phí có thể giúp ngân hàng giảm bù lỗ từ dịch vụ này. Từ trước tới nay, các ngân hàng vẫn thường xuyên bù lỗ với dịch vụ thông báo qua SMS khi phải trả cước phí khá cao cho các nhà mạng để thực hiện SMS brand name tới khách hàng. Với mỗi giao dịch thì ngân hàng đều phải gửi ít nhất 2 SMS brand name để thông báo. Cước phí này do ngân hàng thanh toán trực tiếp với nhà mạng theo biểu phí tin nhắn dịch vụ tài chính với giá cước cao gấp 3-4 lần SMS thông thường. Trong khi đó thì mức phí ngân hàng thu phổ biến với dịch vụ này chỉ khoảng 8-9.000 đồng một tháng. Yếu tố thứ hai khiến các ngân hàng thay đổi chính sách với dịch vụ SMS là không muốn phụ thuộc vào bên thứ ba, nhà mạng viễn thông, và hướng khách hàng vào việc sử dụng dịch vụ ngân hàng cung cấp trực tiếp qua app banking. Theo đó thì những nhà băng có phí dịch vụ SMS cao nhất hiện nay đều là nhóm miễn phí dịch vụ tương tự trên kênh ngân hàng điện tử. Vài ngày trở lại đây, giá rau xanh tại chợ Hà Nội tăng chóng mặt, nguyên nhân là do rét đậm rét hại kéo dài. Tại các vựa rau, nông dân bất chấp lạnh thấu xương vẫn ra đồng cắt rau bán, thu lãi hơn 400 triệu đồng một hecta. Một số người nội trợ phàn nàn, trước đợt rét, tong muống vẫn chỉ 7.000 đồng một mớ, cải cúc 3.000 đồng một mớ, cải song 10.000 đồng một mớ to. Thế mà nay rau gì cũng tăng giá, mớ cải song tăng lên 20.000 đồng, rau muống cũng tăng lên 15.000 đồng một mớ. Rau cần 17-20.000 đồng một mớ. Mua rau đủ vài ngày ăn, người dân đã phải chi ra nửa triệu đồng. Tại một số chợ truyền thống tại khu vực quận Cầu Giấy, quận Thanh Xuân, quận Đống Đa, thậm chí có loại giá đã tăng gấp đôi so với thời điểm cách đây một tuần. Đơn cử bắp cải giá từ 7.000-8.000 đồng một kg tăng lên 15.000 đồng một kg. Cải song tăng từ 10.000 đồng lên 20.000 đồng một mớ. Cải ngọt tăng lên 35.000 đồng một kg. Cải chip và cải ngồng giá tăng lên 30.000 đồng một kg. Súp lơ xanh giá cũng 50.000 đồng một kg. Một số loại rau gia vị cũng tăng thêm 5.000-10.000 đồng một kg tùy loại. Các chuyên gia cho biết, những ngày rét đậm rét hại như hiện nay, người dân ngại ra đồng chăm sóc và thu hoạch rau. Chưa kể, thời tiết này rau cũng khó có thể phát triển như bình thường. Thế nên, nguồn cung khan hiếm, giá tăng. Đơn cử như cà chua, do rét đậm rét hại, cà chua không chín nổi. Ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh Dịch vụ Rau Văn Đức, Gia Lâm, Hà Nội thừa nhận, đợt rét đậm lần này đẩy giá rau xanh tăng mạnh, có loại giá tăng gấp đôi, cũng có loại giá đã tăng lên gấp 3 lần. Hiện mỗi ngày các thành viên của Hợp tác xã Văn Đức vẫn cắt bán khoảng 70-80 tấn rau củ quả các loại. Hiện mỗi ngày các thành viên của Hợp tác xã Văn Đức vẫn cắt bán khoảng 70-80 tấn rau củ các loại cho đầu mối lấy sỉ. Ông cho biết với giá rau như hiện tại, người nông dân ở vùng rau Văn Đức có thể thu lãi khoảng hơn 400 triệu đồng một hecta rau củ. Như vậy là sau 5 lần tăng giá liên tiếp trong vòng 2 tháng qua, giá xăng dầu đã vượt mốc lịch sử 8 năm. Xăng dầu là đầu vào của nhiều ngành kinh tế nên mặt hàng này tăng giá ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của họ. Thậm chí các chuyên gia còn bày tỏ lo ngại, xăng dầu tăng giá mạnh sẽ vô hiệu hóa các gói kích thích kinh tế, trong đó có gói giảm 2 điểm phần trăm thuế VAT để kích cầu mà chính phủ ban hành từ đầu tháng 2 này. Xăng dầu là đầu vào quan trọng của lĩnh vực kinh doanh vận tải.
chiếm từ 35 đến 45% chi phí giá thành. Giá xăng dầu tăng 5 lần trong 2 tháng qua khiến nhiều doanh nghiệp cho biết họ khó mà kham nổi. Riêng xăng RON 95 đã tăng từ mức 22.800 đồng một lít ngày 10 tháng 12 năm 2021 lên 26.285 đồng một lít ngày 21 tháng 2 năm 2022, tương đương mức tăng 13,2%. Khi mà giá xăng dầu tăng lên, chi phí vận tải tăng lên, các cái loại chi phí để phục vụ cho phòng chống dịch bệnh nó tăng lên, thì tất cả cái đó nó kéo theo là các cái chi phí của công ty nó tăng lên, thế rồi giá cước vận tải nếu không được điều chỉnh thì chắc chắn là doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng. Còn với lĩnh vực bán lẻ, xăng dầu cấu thành chi phí vận chuyển từ nhà sản xuất đến địa điểm phân phối. Dù đến nay đa số chưa nhận được yêu cầu tăng giá của nhà cung cấp, thế nhưng các đơn vị cho rằng lâu dài tăng giá xăng sẽ áp lực lên giá hàng hóa bán ra. Chúng tôi cũng cố gắng để làm sao để tận dụng tối đa hóa, tối ưu hóa công tác logistics để đảm bảo được cái việc tăng giá. Nếu mà có cái sự tăng giá cao thì chúng tôi cũng trong cái mức mà chúng tôi cho phép và cũng được bình cam kết bình ổn được trong cái thời gian mà xăng dầu tăng giá. Trong thời gian tới thì với tình hình hiện nay, nếu mà chính phủ cũng như nhà nước mà kiểm soát được cái tình hình hỗ trợ trong cái công tác về bình ổn giá xăng dầu thì các giá cả mặt hàng cũng sẽ ổn định hơn. Theo tiến sĩ Nguyễn Bích Lâm, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, giá xăng dầu tăng 10%, GDP giảm 0,5%. Giá xăng dầu tăng 10%, chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 0,36%. Với việc giá xăng đã tăng 13% chỉ trong 2 tháng đầu năm, ông Lâm lo rằng xăng dầu hoàn toàn có thể làm vô hiệu hóa gói giảm 2% thuế VAT mà chính phủ áp dụng nhằm kích cầu tiêu dùng từ tháng 2. Theo cái tính toán của Tổng thống kê là xăng dầu chiếm 1,5% trong cái tổng chi tiêu tiêu dùng cuối cùng hộ gia đình. Khi xăng dầu tăng mà người ta buộc người ta phải dùng xăng dầu trong cái đi lại thì người ta sẽ thay đổi lại cái cơ cấu tiêu dùng, và xăng dầu tăng cũng làm cho giảm cái thu nhập thực của hộ gia đình, từ đó làm giảm cái tiêu dùng. Chúng ta nhìn thấy ngay là nó sẽ làm giảm hiệu quả và có thể làm vô hiệu hóa cái chính sách tài khoá cắt giảm 2% cái thuế giá trị gia tăng. Giữa tháng 2, một loạt mặt hàng như sắt thép, thức ăn chăn nuôi đã tăng giá trở lại, gây áp lực lên lạm phát. Điều hành giá xăng dầu linh hoạt, hiệu quả không chỉ khiến doanh nghiệp phục hồi mà còn có vai trò quan trọng trong đảm bảo mục tiêu tăng trưởng, lạm phát của năm nay. Không chỉ ngành vận tải mà toàn bộ nền kinh tế thế giới đang đối mặt với việc giá nguyên nhiên liệu đầu vào, đặc biệt là giá xăng dầu tăng cao. Đây là yếu tố tác động mạnh mẽ đối với doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam. Với lần tăng giá thứ 5 liên tiếp từ đầu năm, xăng dầu tăng kéo theo giá nhiều mặt hàng khác cũng liên tục tăng. Ghi nhận của phóng viên VTC14. Giá xăng dầu thế giới đang có xu hướng tăng mạnh, đẩy giá dầu trong nước lên mức cao kỷ lục. Các doanh nghiệp đang trong quá trình hồi phục sau thời gian dài bị ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh COVID-19 đã gặp thời điểm giá nhiên liệu tăng cao khiến khó khăn càng chồng chất. Với các doanh nghiệp vận tải, chi phí cho phần nhiên liệu chiếm tới 40% đơn giá của dịch vụ. Bài toán cân đối thu chi, mở rộng sản xuất đang là một rào cản lớn. Một số doanh nghiệp đang lao đao bên bờ vực phá sản, thì đây là dấu chấm hết cho nỗ lực cầm cự trong suốt 3 năm qua. Nên khi giá xăng dầu tăng thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến giá cước vận tải. Đó là cái mà ai cũng nhìn thấy đối với cái ngành vận tải của chúng tôi. Tất cả những cái đó nó đổ lên đầu doanh nghiệp và nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái đời sống của cán bộ công nhân viên. Khi mà giá xăng dầu tăng cao ấy, thì nó sẽ làm cho giá hàng hóa tăng lên và từ đó cái tiêu dùng xã hội sẽ giảm xuống. Cái người mua sẽ mua hàng hóa với cái chi phí đắt hơn và họ sẽ giảm cái nhu cầu tiêu dùng. Cái cân đối vĩ mô của nền kinh tế cũng sẽ thay đổi. Do cái giá hàng hóa nó tăng cao thì lạm phát cũng sẽ tăng lên. Các cân đối vĩ mô về chi tiêu của ngân sách nhà nước, nguồn thu cũng như các cái cân đối lớn về vay nợ vân vân nó cũng sẽ thay đổi. Theo các chuyên gia, biến động tăng của giá xăng dầu thời gian qua đã tác động lớn đến chỉ số tiêu dùng cũng như các yếu tố kinh tế xã hội khác, đặc biệt khiến giá cước vận tải tăng, tác động trực tiếp đến hoạt động kinh tế của các doanh nghiệp, kéo theo đời sống của những thành phần lao động gián tiếp và trực tiếp trong lĩnh vực vận tải bị ảnh hưởng.
thì trước thì anh em cũng còn kinh doanh vận tải cũng còn dám đi đường để kiếm khách, nhưng bây giờ dịch mình dịch bệnh là cũng không có khách, chúng em bây giờ cũng không dám đi nữa, toàn thể dừng không thôi. Mà khách dịch bệnh Covid thì đi lại bây giờ rất hạn chế. Thế chúng em về hàng ngày về doanh thu thì bây giờ không đạt được anh ạ. Nó mức chi tiêu bây giờ thì nó vẫn như thế, mà xăng dầu thì lên, cái mức thu nhập chúng em bây giờ cũng không đủ đủ ngày công để đi làm. Ít việc và nhiên liệu quá cao, lương anh em thì thường là thấp, thì là các cái chi phí trang trải trong gia đình là thông thường là cũng phải cắt bớt, chỉ sử dụng những cái gì gọi là cần thiết thôi, còn đâu những cái gọi là không cần thiết là bắt buộc phải cắt giảm, chứ cũng không dám coi như là chi tiêu thường xuyên, ví dụ như tiền học, tiền hành, tiền điện, tiền nước thì vẫn bắt buộc rồi, thì những cái đó thì là lương thực, thực phẩm là những cái bắt buộc thì mình buộc phải chi tiêu, còn đâu những cái khoản khác là nói chung là phải cắt hết bớt hết, chứ không dám chi tiêu nữa. Và lần này thì xăng dầu lại lên ở một cái mức quá cao và nó tiếp tục bồi thêm một cái sự khó khăn nữa. Có thể nói rằng là đây là một cái khó khăn chồng chất của chồng chất và nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái nguồn doanh thu của các doanh nghiệp vận tải. Xăng dầu là mặt hàng đầu vào của nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh, nên theo các chuyên gia kinh tế, khi giá xăng tăng đương nhiên tác động tới phương án kinh doanh của doanh nghiệp. Cụ thể, giá xăng dầu tăng có tác động rất mạnh tới các ngành sử dụng nhiều xăng dầu như đánh bắt thủy sản, vận tải hàng hóa và hành khách đường bộ, đường thủy và đường không. Bên cạnh đó, giá xăng tăng cũng làm tăng giá thành phẩm, tạo áp lực lên lạm phát, giảm sức cạnh tranh của hàng hóa sản xuất trong nước, tác động xấu đến tăng trưởng kinh tế. Chúng ta vừa mới mở cửa phục hồi được 3-4 tháng nay, cái việc mà quay trở lại hoạt động của các doanh nghiệp vận tải gặp ngay phải cái sự tăng giá một cách mãnh liệt của cái nguyên liệu, làm cho hoạt động phục hồi nó trở nên khó khăn hơn và cái hoạt động hồi phục và phát triển nó chậm hơn. Do chi tiêu cho xăng dầu chiếm 1,5% trong tổng tiêu dùng cuối cùng hộ gia đình, nên khi giá xăng dầu tăng cao, hộ gia đình sẽ cơ cấu lại và cắt giảm một phần chi tiêu. Điều này làm giảm tổng cầu của nền kinh tế. Việt Nam phụ thuộc nhiều vào nguyên vật liệu nhập khẩu từ bên ngoài, với tỷ lệ chi phí nguyên vật liệu nhập khẩu trong tổng chi phí nguyên vật liệu của toàn nền kinh tế là 37%. Khi giá xăng dầu thế giới tăng sẽ làm tăng giá nguyên vật liệu nhập khẩu và nguyên liệu trong nước. Và như vậy, giá xăng dầu sẽ tác động trực tiếp vào quá trình hồi phục kinh tế sau đại dịch COVID-19. Bộ Công Thương có văn bản gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin ý kiến về kế hoạch bán đấu giá hơn 100 triệu lít xăng RON 92 dự trữ quốc gia, giá khởi điểm 14.058 đồng một lít. Theo dự thảo kế hoạch, tài sản bán đấu giá là một lô hàng dự trữ quốc gia, bao gồm chính xác là 101.976.121 lít xăng RON 92 ở nhiệt độ thực tế tại kho bảo quản. Tài sản bán đấu giá bảo quản ở 12 điểm kho dự trữ quốc gia tại 3 đơn vị: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty Dầu Việt Nam, Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp. Giá khởi điểm bán đấu giá chính thức sẽ do Bộ Công Thương quy định, nhưng không thấp hơn giá khởi điểm tạm tính và được thông báo tới các tổ chức có đủ điều kiện và khả năng tài chính tham gia đấu giá trước khi tổ chức bán đấu giá. Các tổ chức tham gia đấu giá đủ điều kiện tại vòng sơ tuyển sẽ nộp tiền đặt trước theo mức tương đương 10% tổng giá trị tài sản. Việc đấu giá xăng dầu dự trữ quốc gia được Bộ Công Thương lên kế hoạch trong bối cảnh nhiều nơi thiếu xăng dầu cục bộ. Bản tin của chúng tôi hôm nay xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Trong 2 tháng đầu năm 2022, giá xăng tại thị trường thế giới và trong nước liên tục tăng mạnh, tạo gánh nặng lớn lên toàn bộ người dân, doanh nghiệp, nền kinh tế. Hiện giá xăng nhập khẩu chỉ vào khoảng 15.000 đồng một lít, nhưng với hàng loạt các loại thuế phí đã đẩy giá xăng RON 95 tạo mức giá đỉnh lịch sử 26.280 đồng một lít. Trong đó riêng thuế bảo vệ môi trường chiếm 15%. Đây là thông tin chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong bản tin ngày mai, 24 tháng 2.